nút tai sử dụng giảm độ ồn 29 dB, được cấu tạo từ vật liệu mềm, chống dính bẩn, mang lại sự thoải mái và không gây dị ứng. Xốp phục hồi chậm giúp bạn hoàn toàn yên tâm về độ bảo vệ. Dây đệm cô tông giữ nút tai quanh cổ một cách tiện lợi. Thiết kế dạng thon vừa vặn cho độ rộng của ống tai, tương thích với hệ thống kiểm tra độ kín khít. Trước khi mang nút tai, đảm bảo rằng tay bạn đã được rửa sạch. Sau đó kiểm tra nút tai xem có bất kỳ hư hại nào hay không. Bước 1, dùng ngón tay cái và hai ngón kế xe tròn nút tai cho thân nhỏ lại. Bước 2, dùng tay tròn qua đầu kéo vành tai hướng lên trên và ra sau để mở rộng ống tai. Tay còn lại đưa từ từ phần nút tai vào ống tai. Bước 3, giữ nút tai trong khoảng 10 giây. Khi nút tai được sử dụng đúng cách thì cả âm lượng tiếng nói của bạn và những âm thanh xung quanh bạn cũng sẽ không còn lớn như trước khi mang nút tai. Mang lại nếu nút tai chưa kín khít với tai.